mình hoài nghi nó khởi lên, tiếp xúc với âm thanh, với tâm tán loạn thì nó si phóng dật, nó khởi lên. Thế nào là như lý tác ý này? Khi như lý tác ý, khi tai tiếp xúc với âm thanh, tai tiếp xúc với âm thanh thì mình tác ý âm thanh này là sắc, âm thanh này là sắc pháp, âm thanh này là vô thường, âm thanh này là khổ, âm thanh này là vô ngã, âm thanh này là bất tịnh, thì là vậy là như lý tác ý. Thế bây giờ mình nghe cái âm thanh mà mình có tác ý là âm thanh này là sắc, thì âm thanh nó có giống như là cái sắc vật chất không? Âm thanh nó có như sắc vật chất không? Âm thanh nó có màu sắc, có hình tướng không? Vậy thì làm sao mà tác ý được nó là sắc được? Làm sao nó vậy thì bây giờ mình phải tác ý ra cái nhân, cái gốc mà nó phát ra âm thanh đấy. Cái âm thanh ấy nó phát ra thì nó phải phát ra từ vật chất, nó phải có vật chất. Nhưng bây giờ nghe thấy một tiếng súng nổ ấy, thì cái tiếng súng ấy nó phải là vật chất, cái súng ấy nó phải là vật chất thì nó mới phát được ra cái tiếng nổ. Một cái tiếng sấm ở trên trời thì nó cũng phải là vật chất thì nó mới, nó cũng phải là có hai cái luồng điện nó chập với nhau thì nó mới phát ra một cái âm thanh. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái âm thanh của người khác nói thì mình có thấy được vật chất ở trong âm thanh đấy không? Nó cũng có vật chất ở trong đấy, nó cũng ví dụ bây giờ cái âm thanh của cái người khác nói thì nó cũng phải có cái tứ đại, tức là nó phải có cái tính đất, nó có cái tính đất của tâm, nó đập vào cái đất của cái sắc mạng căn ở cổ họng này nó mới phát ra âm thanh. Cho nên là âm thanh nó cũng sinh ra từ vật chất, từ sắc. Nó không có sắc thì nó không sinh ra âm thanh, cho nên mình tác ý âm thanh này là sắc. Thế bây giờ nghe cái tiếng loa nói phát ra âm thanh thì thấy cái sắc ở đâu? Thì cái sắc ở loa, trong cái loa nó phải có cái sự rung động của nó. Cái âm thanh này là sắc, tác ý như vậy thì là đúng với sự thật. Âm thanh này là một sắc pháp, thì nó cũng tương tự như là sắc vậy. Âm thanh này là vô thường, tức là âm thanh nó không có tồn tại mãi cả. Cái tiếng, cái âm thanh này nó cũng chỉ có thoáng qua một cái thì nó rút mất thôi, nó không có tồn tại mãi. Cho nên là bây giờ có một cái người nào mà khen mình thì mình cũng tác ý như vậy, tác ý như vậy để cho mình đỡ tham ái với cái tiếng khen ấy. Tiếng khen này mình nghĩ là cái âm thanh này là vô thường. Cho nên là một cái người là ta phải cố gắng, ta phấn đấu để làm sao được nổi tiếng. Có phải là mình tham ái với âm thanh không? Tham ái với âm thanh. Nhưng mà bây giờ một người nghĩ âm thanh là vô thường, âm thanh là vô thường thì biết là dù có nổi tiếng đến mấy thì đến lúc chết chẳng còn ai biết đến nữa. Cũng có thể là có những người nổi tiếng được cái sắc với cái thanh thì cái gì nó tồn tại lâu hơn. Bây giờ còn có ai biết được cái khuôn mặt của vua Hùng không? Không còn ai biết được, nhưng mà cái tiếng thì còn không? Vẫn còn ha. Vậy chứng tỏ âm thanh tồn tại lâu hơn ha. Âm thanh tồn tại lâu hơn. Đức Phật cách đây 3.000 năm rồi, gần hơn 2.500 năm rồi, nhưng bây giờ còn ai thấy được cái sắc thật của Phật không? Không còn thấy được. Nhưng mà cái âm thanh, cái tiếng của Đức Phật thì nó vẫn còn. Mà âm thanh nó tồn tại rất là lâu nhưng nó vẫn là vô thường. Rồi đến một ngày nào đó sẽ không còn ai biết đến Phật nữa, không còn ai, không còn tiếng tâm nữa, thì lúc đấy nó là hết. Âm thanh là vô thường, âm thanh là khổ. Bản chất cái âm thanh nó cũng là khổ, âm thanh nó cũng là vô ngã, âm thanh nó cũng là bất tịnh. Mình có thấy được cái tính bất tịnh ở âm thanh không? Ai thấy được cái âm thanh nó bất tịnh làm sao? Bởi vì nó âm thanh thì nó phải phát sinh ra từ ở trong tứ đại, mà tứ đại thì nó là bất tịnh, cho nên âm thanh nó cũng phải là bất tịnh. Tác ý như vậy thì nó mới sinh được cái tâm thiện, gọi là như lý tác ý, thì cái tâm thiện dục giới nó mới sinh khởi. Nếu mình hoan hỷ với âm thanh là thọ hỷ, không hoan hỷ là thọ xả, hiểu rõ về tính chất của âm thanh là hợp trí, không hiểu rõ tính chất của âm thanh là nhị trí. Thì thường thường khi mà nghe âm thanh có tác ý vậy không? Tị xúc, khi mà mũi tiếp xúc với lại cái mùi, tị sắc cảnh mùi, tị thức các tâm sở cùng sinh, và gió
tác ý nữa, hoặc là khi cháu là tác ý nữa, nó mới hỗ trợ cho cái tị xúc này nó sinh lên. Nó cũng có con mũi, có cái mùi hương, có tị thức, có các tâm sở để gió. Bây giờ gió nó mới đưa được hương ấy. Gió nó đưa hương, nó đưa cái hương đấy vào mũi mình. Chứ bây giờ mình mà đứng ngược chiều gió, đứng ngược chiều gió thì mình có ngửi được mùi hương không? Không ngửi được, gió nó đưa cái hương đi chỗ khác. Nên là muốn ngửi được hương thì là phải có gió, phải có cái sự tác ý. Thì đấy là những cái nhân mà nó sinh ra, thì cái tị thức của mình nó mới tiếp xúc được với mùi, thì nó mới sinh ra các cái tâm, tâm thiện và tâm bất thiện nó sinh ra. Sau khi mình cái người đó tiếp xúc thì nó đi với tác ý nữa là nó sinh ra tâm thiện, tâm bất thiện. Như ý tác ý thì nó sinh ra tâm thiện, phi như ý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện. Khi mà nó sinh ra tâm bất thiện là mình tác ý thế này, mùi này thơm quá, có phải mình gửi cái gì mình khen mà. Nếu nó thơm mình khen là thơm mà. Mùi này tồn tại mãi, mùi này vui thú quá, mùi này có tự ngã. Thì bốn cái tác ý như vậy là nó sinh ra cái tâm tham tàn kiến nó khởi lên. Tham, ưa thích cái mùi này. Còn một cái người mà có cái tác ý chỉ mùi của ta mới thơm thế này, thì là lúc đấy có tham ngã mạn nó khởi lên. Còn một cái người mà có tác ý mùi này thật đáng ghét, thì tâm sân nó khởi lên. Có người này có cái tác ý mong cho mùi của người khác tàn hoại, mình thấy người khác có mùi thơm mình mong cho, thì cái tấm là canh tị nó khởi lên. Nếu mong rằng đừng ai có được mùi thơm như của ta thì tâm bọn sẻ nó sẽ khởi lên. Phi như ni tác ý do tự hoài nghi biết mùi này tốt hay xấu thì nó hoài nghi khởi lên. Mình tiếp xúc với mùi với cái tâm tán loạn, lang thang không an tịnh thì nó si phóng dật nó khởi lên. Thế nào là như ý tác ý? Nhưng mà để cho tâm thiện nó khởi lên thì mình cũng phải tác ý. Mùi này là sắc, mùi này là sắc pháp, mùi này vô thường, mùi này khổ, mùi này vô ngã, mùi này là bất tịnh, thì cái tâm thiện nó mới khởi lên. Mùi thì nó có phải là vật chất không? Mùi thì nó là cái gì? Mùi thì nó luôn luôn đi theo gió. Gió thì có phải vật chất không? Gió nó cũng là vật chất, đất nước nổi gió mà. Thì mùi nó cũng vậy, mùi nó cũng là vật chất, cho nên là mùi nó cũng là sắc. Trong những cái mùi đấy nó cũng có đất nước nổi gió, nó cũng có đầy đủ những cái sắc pháp đấy. Mùi là một sắc pháp, mùi nó cũng vô thường. Bây giờ có cái hương thơm gì đấy, như là bây giờ mình có thể bôi nước hoa lên trên người, nhưng mà rồi một lúc là nó tan hết, nó là vô thường. Mùi là khổ, mùi là vô ngã, mùi là bất tịnh. Tác ý như vậy thì nó mới sinh ra cái tâm thiện, tâm thiện nó mới sinh lên. Còn thiệt xúc, thiệt tịnh sắc này, cảnh vị, cảnh thiệt thức, các tâm sở, nước là nhân và thiệt xúc là quả. Tác ý nữa. Thì tức là khi mà lưỡi mình đến vị, nó phải có cái sắc thần kinh, phải có cái vị gì đó, gọi là cảnh vị. Tức là phải có một cái gì đó mà mình nếm được thức ăn gì đó, có thiệt thức, có tâm sở, và phải có nước. Nước miếng, cho nên ở trong lưỡi lúc nào nó cũng phải có nước miếng. Nên bây giờ mình thèm ăn một cái gì, mình nhìn đến một cái gì đó tự nhiên là nó ứa nước miếng, nó thèm này. Nên là cái nước miếng nó phải, nó hỗ trợ cho cái sự nếm vị. Mà có tác ý là nhân thì nó mới sinh lên được cái tiếp xúc này, nó mới tiếp xúc được về cái cảnh vật. Khi lưỡi tiếp xúc với vị, thế nào sinh ra tâm thiện, thế nào sinh ra tâm bất thiện. Tác ý sai sinh ra tâm bất thiện, mà tác ý đúng thì nó sinh ra tâm thiện. Khi nào mình tác ý sai, tức là hàng ngày mình ăn cho nên mình có tác ý đúng không nhá. Thì mình ăn với cái tâm thiện hay ăn với tâm bất thiện? Thường thường ấy, khi mà mình ăn mình khen ngon quá thì lúc đấy là có tâm gì, tham tà kiến khởi lên. Hàng ngày ăn có khen không? Có khen mùi cái vị hôm nay cái thức ăn này ngon không? Vị này ngon quá, vị này tồn tại mãi, vị này vui thú quá, vị này có tự ngã. Thì những cái đấy khi mình khởi lên những cái tác ý như vậy thì tâm tham nó khởi lên.
nhưng bây giờ có một cái vật gì đó nó không ngon, nhưng mà bây giờ mình muốn cho người khác ăn nhiều, ăn đi ngon lắm đấy, ngon lắm, món này quý lắm đấy, thì người ta có khởi lên cái tâm, thấy chưa? Đấy là có cái tâm thà kiến mà nó cần hỗ trợ đấy, tâm thà kiến cần hỗ trợ đấy, cái tâm tham mà cần có sự hỗ trợ. Có thể người đó người ta không có tham lắm, người ta dửng dưng, người ta không muốn ăn, nhưng mà cái người ngồi bên cạnh ăn đi món này ngon lắm, quý lắm, bổ lắm, nhiều dinh dưỡng lắm. Khi mà được 8 tháng như vậy thì cái tâm tham người ta sẽ khởi lên, người ta sẽ ăn nhiều hơn. Đấy là cần hỗ trợ, mà có cái tâm tham thì không cần hỗ trợ. Lần sau là biết rồi, à, cái món này nhiều dinh dưỡng lắm, ăn thật nhiều, nên là không cần hỗ trợ nữa, hỗ trợ lần là đủ. Khi tiếp xúc với vị rồi tác ý, chỉ vị của ta mới thơm, như, mới ngon thế này. Ngon nhưng không phải thơm, chỉ có vị của ta mới ngon như thế này. Thì là nó có tâm tham ngã mạn khởi lên. Khi nó mình tác ý, vị này thật đáng ghét, thì tâm sân nó khởi lên. Nếu mà mình chê thức ăn này dở quá, thức ăn này chán quá, thức ăn này ngán quá, thì lúc đấy tâm sân nó khởi lên. Thì thường thường như khi mình đi ăn thì mình sẽ có tâm lý gì? Một là khen, hai là sao? Hai là chê, ba là cái gì? Có cái trường hợp thứ ba không? Không khen mà cũng không chê. Không khen mà không chê thì nó là tâm gì? Nó là tâm gì? Hôm nay mà ăn có ngon không con này? Mà sao? Ngon không? Nắc đầu. Không ngon à? Cũng nắc đầu. Vậy thì là nó làm sao? Nếu mà phi như ý tác ý, mong cho vị ngon của người khác sớm tàn hoại, mong cho người khác sớm không ăn không biết ngon, ngủ không yên đấy, thì tâm sân ganh thị nó khởi lên. Mình thấy người ta ăn ngon quá, người ta ăn khỏe quá, mong cho người kia nó bị bệnh nó ăn không nổi nữa thì nó làm sao? Tâm ganh tị nó khởi lên. Một cái mà ngồi ăn chung mà có một cái người người ta ăn hỗn ấy, người ta ý vậy. Nếu phi như ý ta ý mong rằng đừng ai có được vị ngon như ta, thì tâm bòn xè nó khởi lên. Mong rằng chỉ ta mới có được thức ăn ngon, tâm bòn xè. Nếu phi như ý ta ý do dự hoài nghi không biết vị này ngon hay dở, thì là tâm gì nó khởi lên? Tâm si hoài nghi nó khởi lên. Món này ăn có ngon không? Không biết, không biết nó thế nào, không biết nó có ngon không, thì là si nó khởi lên. Hoặc là tiếp xúc với tâm tán loạn, hoặc là bây giờ mình ăn vội ăn vã, bây giờ ăn mình đang mải mà, đang mải chơi game hay đang mải nói chuyện hay đang mải làm công việc gì đấy, rồi bắt đầu ngồi vào ăn, ăn nhanh ăn chóng, ăn không cần quan tâm đến nó ngon hay nó dở nữa. Ăn xong người ta hỏi là hôm nay ăn cơm ngon không, tôi chả biết đấy, nhanh nhanh chóng mới đứng dậy. Thì lúc ấy là tâm gì? Si phóng dật. Hoặc là vừa ăn vừa xem phim, chăm chú nhìn phim chứ không có, hoặc là chăm chú nói chuyện thì không có để ý đến cái ăn cái gì cả. Thì lúc đấy nó là tâm gì? Tâm phóng dật, tâm si phóng dật, nên là mình chẳng biết gì nữa. Hỏi ăn ngon mà ngồi nói chuyện suốt chẳng biết. Cho nên là ở chùa ăn là cấm không nói chuyện như vậy, là để cho nó khỏi lên cái si phóng dật. Không khởi lên si phóng dật thì nó khởi lên cái gì? Trong cái lúc ăn mà không nói chuyện, cái người ăn mà người ta nói chuyện biết xem phim trước ấy, thì là nó khởi lên si phóng dật. Mà bây giờ cái người ăn mà không nói chuyện không gì cả thì nó khởi lên cái gì? Chăm chú vào cái món ăn đấy nó khởi lên cái gì? Thế nào là như ý tác ý? Ăn với tâm thiện này, ăn với như ý tác ý này. Khi lưỡi tiếp xúc với vị và vị đó tác ý, vị này là cảnh sắc, vị này là cảnh sắc. Thì vị này là, tức là vị này là đất nước lửa gió đấy, tức là cái thức ăn đấy, thức ăn đấy nó cũng chỉ là cái đất nước lửa gió thôi. Cái vị cái lúc mình nó tiếp chạm vào cái lưỡi, ví dụ cái vị đấy là nó có cái vị cay, thì mình biết là cái vị cay này nó cũng là sắc. Nó có cái vị ngọt, cái vị ngọt thì nó cũng là sắc. Có cái vị mặn nó cũng là sắc, đắng cay ngọt bùi thì vị gì nó cũng là sắc. Là sắc pháp, vị này là vô thường, ngon thì nó thoáng qua cái nó vào đến cổ cái nó hết. Đắng cay mặn ngọt gì thì nó vào đến cổ cái nó hết, chẳng còn đắng cay được mãi, mặn ngọt nó cũng chẳng mặn ngọt được mãi, nên nó là vô thường. Vị này là khổ, ăn vào thì nó no bụng thì cũng chỉ khổ được cái gì đâu.
vị này là vô ngã, vị này nó cũng không thật, vị này là bất tịnh. Thế nó quán được như vậy thì nó mới sinh ra cái tâm tâm thiện, như vậy mới là như lý tác ý, đúng với sự thật. Cho nên là khi mà có cái pháp quán tưởng về vật thực, quán tưởng về vật thực để mà sinh ra, ngăn chặn cái tâm tham sân si, thì quán cái vật thực đấy nó chỉ là đất nước lửa gió, tất cả mọi thứ nó như vậy. Thì lúc khi mình ăn với một cái tâm nó có cái, nó có cái tâm xả ni, nó không có tham đắm, không có ái, không có tham ái đối với cái vị đấy, thì mình biết là cái vị gì nó cũng là giả tạm, nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, nó cũng là tứ đại, là sắc pháp. Thì nó đỡ khởi đến cái tâm tham dính mắc hoặc là ghét, tham hoặc là sân với cái vị đấy. Thân tâm tiếp xúc, thân tâm xúc này, tâm thân mà tiếp xúc với một cái vật gì đó thì gọi là thân xúc. Thân tịnh sắc có xúc chạm, có thân thức, có các tâm sở, có đất và có tâm ý, thì nó sẽ tiếp xúc được với một cái vật gì đó. Thành nhân và thân xúc là quả, tức là cái thân của mình nó tiếp xúc với một cái gì đó thì gọi là cái nộ tâm của thân xúc, thân thức mà nó tiếp xúc đó, gọi là thọ do thân xúc sinh. Thân của mình tiếp xúc với cái gì đó thì nó sinh ra cảm, à cái xúc, nên là thân xúc, thân mà nó tiếp xúc với cảnh. Thân tịnh sắc sinh nên là thân xúc sinh, thân tịnh sắc là nhân, thân xúc là quả. Cũng như vậy với cháu bé còn lại. Còn khi mà thân mình tiếp xúc với một cái vật chất gì đó, nó cũng sinh ra tâm thiện và tâm bất thiện. Khi mình như lý tác ý nó sinh ra tâm thiện, nhưng phi như lý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện. Thế nào là tác ý sai sự thật này. Khi thân tiếp xúc với vật, mình khởi lên tác ý, vật này êm quá, vật này tồn tại mãi, vật này vui thú quá, vật này có tự ngã, thì bốn cái tác ý như vậy nó sinh ra tâm tham tà kiến, nó khởi lên. Bây giờ mình mặc một cái y gì đấy, mình thấy nó mềm mại, nó êm, ok, cái này êm quá, bây giờ mình đắp một cái chăn lông kiều mình, nó êm quá, mình cũng khen, mình nằm trên một cái đệm mút mà nó êm quá. Nhất là mùa đông này, bây giờ mình tiếp xúc nhiều cái êm, nên người mình lúc nào cũng đầy đủ các những cái vải, những cái vải mềm mại êm ấy. Thì là lúc đấy mình mà thấy nó êm quá là nó cũng sinh ra tâm tham, vì cái xúc này tồn tại mãi, xúc này vui thú qua, xúc này có tự ngã, đấy là nó sẽ sinh ra tâm tham tạc kiến. Khi tiếp xúc với vật rồi, ta ý chỉ có vật của ta mới êm như thế này, thì nó sinh ra tâm tham ngã mạn tiếp xúc. Nếu khi tiếp xúc với vật mà khởi lên tác ý, vật này thật đáng ghét, thì cái tâm sân nó khởi lên. Khi mình tiếp xúc với một cái mà mình không thích, ví dụ cái người mà mình cứ thích những cái mềm ấy, mà tự nhiên mình phải thích tiếp xúc với một cái gì đó mà nó rát, nó khó chịu, nó dặn, thì lúc đấy mình sẽ khởi lên tâm sân. Tiếp xúc với một cái vật cứng nó khởi lên tâm sân. Cái tâm tiếp xúc với tức giận nó sẽ khởi lên. Nếu phi như lý tác ý mong rằng cho vật êm của người khác sớm tàn hoại, mình thấy người khác có những cái gì nó êm thì mình lại mong cho người ta chóng bị hủy hoại cái đấy, thì là tâm ganh tị nó khởi lên. Nếu phi như lý tác ý mong rằng đừng ai có được vật êm như ta, thì tâm bọn xẻ nó khởi lên. Nếu như lý tác ý do tự hoài nghi không biết vật này êm hay không, thì hoài nghi khởi lên. Tiếp xúc với vật với cái tâm nó lang thang thì là lúc đấy là si phóng giận nó khởi lên, mình không có để ý đến nó thì phóng giận khởi lên. Còn như lý tác ý là làm sao, là khi mình tiếp xúc với một cái vật gì, mình tác ý vật này là cảnh sắc, vật này là sắc pháp, vật này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, mình tác ý như vậy thì lúc đấy nó có cái tâm thiện nó khởi lên. Để một cái mình xúc chạm với một cái xúc chạm này, với cái gì mình cũng tác ý như vậy, nó chỉ là sắc, nó là sắc pháp, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh. Cái êm thì nó cũng vô thường, nó cũng cái mà nó làm cho mình bị đau nhức một cái gì đó, nó cũng vô thường. Để mình tiếp xúc với cái trời mà nóng quá, cái nóng này nó cũng vô thường,
ngày mai nó sẽ mát thôi, mà nó gì thì nó lạnh quá mình cũng lạnh này cũng là vô thường, nó chẳng lạnh mãi đâu mà nó vài hôm rồi là nó lại nóng lên thôi mà nó lại ấm lên thôi, không phải lo. Đây cũng là một cái tiếp xúc, cái thân mình nó tiếp xúc với cái cảnh vật ở bên ngoài, tác ý như vậy thì tâm thiện nó khởi lên. Bây giờ là ý xúc, ý tiếp xúc, tâm ngũ môn tiếp thâu, suy xét, xác định, động lực, chavana, đăng ký đều được gọi là ý xúc, vì chúng sinh lên từ sắc trái tim. Tất cả những cái gì mà được sinh lên từ trái tim thì được gọi là ý xúc, từ cái nương và sắc trái tim mà sinh lên được gọi là ý xúc. Sắc trái tim, cảnh sắc, tâm vương và tâm sở là nhân và ý xúc là quả. Cảnh pháp, ý thì nó mới tiếp xúc với cảnh pháp. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó có cái cảnh rõ ràng rồi. Nó là cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp rồi. Và cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc. Vậy giờ cái cảnh pháp là cái gì? Còn ý thì nó tiếp xúc với cảnh pháp. Ý thì tiếp xúc với cảnh pháp. Vậy cảnh pháp là cái gì? Cái gì là gọi là cảnh pháp? Khi ý tiếp xúc với cảnh pháp như thế nào thì là tâm thiện. Ý tiếp xúc cảnh pháp như thế nào thì là tâm bất thiện. Cảnh pháp ở đây nó là bao gồm năm cái cảnh trên, năm cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp đấy. Khi mà nó xuất hiện ở nội ý môn thì nó thuộc về cảnh pháp. Khi mình khi sắc nó tác động vào nhãn thức thì nó cũng tác động vào ý thức. Khi mà cái mình mở mắt mình nhìn đến một cái cảnh gì bên ngoài thì nó đập vào nhãn thức của mình, thì cũng ngay lúc đấy nó cũng đập vào ý thức luôn. Cho nên là cái ý thức nó sẽ ghi nhận lại. Âm thanh cũng vậy, nó đập vào tai mình nó cũng đập luôn vào ý. Mùi nó cũng vậy, nó đập vào mũi nó cũng đập luôn vào tâm và ý. Cái vị cũng vậy mà cái thân xúc cũng vậy. Cho nên nó gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp nó sẽ sinh, cho nên là ý nó bắt cảnh pháp. Khi ở trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó thuộc về nội ngũ môn. Khi xuất hiện ở Pavanga trái tim nó thuộc về nội ý môn. Nội ngũ môn chỉ xuất hiện trong thời điểm hiện tại, nội ý môn thì xuất hiện ở cả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Bây giờ mình nghĩ rằng là mai ta sẽ đi gặp một cái người này, mai ta sẽ đi gặp một cái để nói chuyện với một cái người mà mình chưa từng gặp, mình chưa từng gặp. Nhưng mà cái lúc đấy cái tâm trạng của mình nó làm sao? Nó có bồi hồi không? Cái lúc ấy mình nghĩ là ngày mai ta sẽ đi gặp một cái người rất là mới lạ mà được giới thiệu rất là quan trọng, thì hôm nay mình cảm thấy vui hay buồn? Cảm thấy vui hay buồn? Nếu mà có thể là mình vui, có thể là mình buồn. Nhưng mà cái lúc đấy tâm nó đã tiếp xúc được với người đấy chưa? Nó đã tiếp xúc với người đấy chưa? Nó chưa tiếp xúc thì làm sao nó sinh ra cảm thọ? Thọ thì nó phải có xúc thì nó mới sinh. Có nghĩa là mình vui là có cảm thọ rồi. Vui là có cảm thọ rồi. Nhưng mà nó phải có xúc thì nó mới sinh ra thọ nhé. Vậy có nghĩa là mắt mình chưa tiếp xúc, nhưng mà cái tâm của mình nó đã xúc chưa? Ý nó đã xúc rồi. Ý nó đã xúc rồi. Nó tiếp xúc trước rồi. Tâm nó tiếp xúc được trước, cho nên là nó đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai ta sẽ nói cái này, ta nói cái này, cái người kia phản ứng thế này thì ta sẽ phản ứng thế này. Nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi, tức là nó đã hình dung tưởng tượng ra cái cảnh tương lai rồi, nó tiếp xúc rồi. Tưởng tượng có chuyện đấy không? Cái chuyện đấy nó diễn là bình thường. Vậy thì cái ý này nó tiếp xúc được cả cảnh chưa đến, và trong hiện tại nó cũng tiếp xúc được. Khi mà hiện tại đấy mình mắt mình tiếp xúc thì cái ý nó cũng tiếp xúc luôn. Thì bắt đầu khi mà về chia tay rồi đi về, bắt đầu mới ngồi nhớ lại cái cảnh đấy, thì lúc ấy khi mình nhớ lại thì vui hay buồn? Nó cũng có thể là khởi lên tâm vui, cũng có thể là khởi lên tâm buồn. Vậy thì lúc đấy ý nó lại tiếp xúc lại lần nữa này. Vậy thì ý nó sẽ tiếp xúc được rất nhiều lần. Chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì tiếp xúc được mấy lần? Chỉ tiếp xúc được một cái thời điểm hiện tại đấy. Còn cái ý thì nó làm sao? Nó muốn tiếp xúc lúc nào cũng được. Cái ý xúc là vậy. Ý xúc sinh, ý nó xúc. Quá khứ nó cũng tiếp xúc được, hiện tại nó cũng tiếp xúc được, tương lai nó cũng tiếp xúc được. Thấy ý nó có lợi hại không? Trái tim nó có lợi hại không? Ý nó sinh ở đâu? Sinh ở trái tim.
Cho nên trong con người quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là trái tim là vậy. Vì vậy khi ý tiếp xúc với cảnh pháp một trong năm cảnh, nếu như ý đang ý thì tâm thiện sinh khởi, nếu như ý đang ý thì tâm bất thiện sinh khởi. Khi tâm tiếp xúc với cảnh gì thì sinh ra tâm thiền sắc giới. Thì ý nó tiếp xúc như thế, thì ý nó tiếp xúc cả quá khứ hiện tại vị lai. Khi tâm tiếp xúc với cảnh gì thì sinh ra tâm thiền sắc giới. Bây giờ cái người ngồi thiền ấy thì là cái gì nó tiếp xúc? Mắt mình tiếp xúc hay là tai hay mũi hay lưỡi hay thân hay ý? Ý tiếp xúc, cái người ngồi thiền là do ý nó tiếp xúc. Ví dụ mình chú tâm vào hơi thở thì là ý của mình nó tiếp xúc với hơi thở. Ý nó tiếp xúc với hơi thở. Đó. Khi ý thức tiếp xúc với một cảnh sắc thích hợp, có sự tác ý thích hợp, an trú trên cảnh sắc đó liên tục để đạt đến sự ni dục, ni ác pháp bất thiện thì sẽ sinh khởi tâm thiền sẵn giới. Nghĩa là mình cho cái tâm ý của mình nó tiếp xúc với một cái đối tượng thích hợp thì nó an trú ở trên đấy, nó đạt đến sự ni dục, ni ác pháp bất thiện thì nó sẽ sinh khởi tâm thiền. Và mình mà trú vào một cái cảnh sắc không thích hợp thì nó không sinh ra tâm thiền. Mình trú vào một cái cảnh sắc thích hợp thì nó sẽ sinh ra tâm thiền. Cảnh sắc như thế nào là thích hợp và cảnh sắc như thế nào là không thích hợp? Có cảnh sắc thích hợp và có cảnh sắc không thích hợp. Tiếp xúc với một cảnh sắc khả ái khiến cho lòng dục tham sinh khởi là không thích hợp. Bây giờ mình có một cái người mà tham tiền, tôi chú tâm vào tiền, tôi làm đối tượng để tôi phát triển định. Nó có định được không? Có người thích vàng, chú tâm vào vàng. À, vàng của tôi, vàng của tôi, vàng 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 vàng. Nó sẽ không phát triển được định. Thì cái nó vì cái chú tâm vào cảnh đấy nó càng sinh ra cái lòng dục tham. Và tôi hôm nay có cái món ăn ngon, chú tâm vào món ăn đấy để cho nó nhất tâm ăn, không có nói chuyện, không có nhìn ngang nhìn dọc gì, nữa nhất tâm mà càng sinh ra lòng tham. Thì cái đối tượng gì mà nó sinh ra cái lòng tham, cái tham dục sinh khởi thì là cái đối tượng đấy không thích hợp. Khi tiếp xúc với một cảnh sắc đáng ghét khiến cho cái lòng sân sinh khởi là không thích hợp. Bây giờ tôi thành thiền tâm từ, tôi chú tâm đến một người tôi rất là ghét, càng chú tâm đến thì cái tâm ghét nó càng sinh lên. Càng chú tâm đến cái người đấy thì tâm sân nó càng sinh lên. Đấy, thì cái cảnh đấy nó không thích hợp. Nhưng mà khi nào tâm sân của mình nó mạnh lên rồi thì mình phải chú tâm đến một người mà mình kiêu quý trước, sau đó mới chú tâm đến cái người mà mình sân sau thì mới được. Tâm ý tiếp xúc với cảnh không rõ ràng khiến cho cái lòng phóng dật hoài nghi nó khởi lên là không thích hợp. Một cái cảnh mà nó không rõ ràng, nó mơ hồ cũng không thích hợp. Bây giờ cũng bảo là bây giờ hướng tâm lên trên trời, nhìn lên trên trời thì để mà thấy một cái màu gì ở trên trời thì nó có thích hợp không? Trên trời nó có màu xanh không? Màu xanh da trời. Mà bây giờ cái tâm mình nó có đến được đến cái tận da trời không? Trời có da không? Người ta bảo chú tâm đến màu xanh da trời để phát triển Katsina xanh. Thế mình đưa cái tâm lên đấy, gặp mây, mây có xanh không? Không xanh. Thế nó lại gặp mấy ông trời, mấy tầng trời ở trên đấy. Mà mãi nó không chạm đến da trời đâu. Mình làm sao thấy được màu xanh da trời đâu. Vì cái cảnh đấy nó không rõ ràng. Nó không rõ ràng, nó không sinh ra được cái tâm thiền. Khi tiếp xúc với một cảnh sắc bất tịnh như là sắc chết 32 thể trược để chế ngự được dục tham thì sẽ chứng được sơ thiền. Tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh sắc bất tịnh thì nó chế ngự được cái dục tham. Bây giờ một cái tâm mà bây giờ mình chú tâm một cái người mình rất là yêu quý, một cái người mình rất là đẹp, mình chú tâm vào cái người đấy, mình có đắc được thiền không? Không đắc được thiền. Bây giờ mình chú tâm vào một cái xác chết mà để tâm ở trên đấy thì nó lại đắc thiền. Một cái người mà chú tâm vào một cái xác chết, xác chết bất tịnh, xác chết thối rữa rồi, nó lại là một cái đối tượng khiến cho cái người đấy đắc được thiền.
Đấy, nó bởi cái đối tượng đấy nó làm nó chế ngự được cái tâm dục tham hoặc là 32 thể trược, nó đè nén được cái dục tham. Lúc đấy mình chú tâm là mình chỉ còn mỗi cái xác chết ở trước mặt, thế mà cái người đấy lại đắc được sơ thiền thì sẽ đắc được sơ thiền. Khi tâm ý tiếp xúc với một cái cảnh chúng sinh đáng thương mến, giúp chế ngự được sân giận thì chế ngự được thì chứng được sơ thiền đến tam thiền. Cái tâm mà tiếp xúc với cái cảnh chúng sinh đáng thương mến mà mình có tác ý là cầu mong cho chúng sinh này được an vui, thì mình sẽ đạt được sơ thiền, nhị thiền đến tam thiền. Khi tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh an tịnh của tự nhiên như hơi thở vào ra mà mười kasina, đất nước lửa gió nên bằng đỏ trắng ánh sáng hư không, thì mình sẽ chứng được từ sơ thiền đến tứ thiền. Cái cảnh cái hơi thở của mình nó rất là an tịnh và đấy nó là một cái cảnh tự nhiên. Mình chú vào đấy mình có khởi đến tâm tham, mình có khởi đến tâm sân si, nó không khởi lên mà nó đấy là một cái cảnh nó rất là an tịnh, một cách tự nhiên. Hơi thở vào ra vẫn đất vậy, mình chú tâm vào đất mình chẳng có khởi lên cái lòng dục tham với đất, mình cũng chẳng khởi lên cái tức giận với đất, mà cái mình chú tâm vào đấy nó sẽ làm cho tâm mình được an tịnh. Nhờ vậy mà mình đắc được các tầng thiền. Nước, chẳng ai chú tâm vào nước mà có dục tham với nước, sân hận với nước cả. Lửa, gió, đen bằng đỏ trắng ánh sáng hư không, những cái cảnh đấy nó có cái sự an tịnh một cách rất là tự nhiên. Mình chú tâm vào đấy mình sẽ có được cái tâm an tịnh, cho nên là mình đắc được các tầng thiền. Vậy thì khi mình phải lựa chọn một cái đối tượng thích hợp để mình chú tâm, nhờ chú tâm trên cái đối tượng thích hợp đấy mà cái người đấy sẽ đắc được các tầng thiền sắc giới. Tác ý như thế nào là thích hợp và tác ý như thế nào là không thích hợp. Chú tâm ở trên đấy mà không biết tác ý thì người đó không đắc thiền. Ví dụ những cái người người ta suốt ngày người ta đi bó tử thi, đi niệm đám ma hay là tiếp xúc với người chết, thì cái tâm người ta tiếp xúc với cái xác chết đấy rất nhiều, nhưng mà người ta vẫn không có được cái định tâm, bởi vì người ta không có cái tác ý, người ta không biết cách tác ý. Vậy cái người mà có được định tâm, thứ nhất là phải biết cách chọn đối tượng, thứ hai phải biết cách tác ý, phải có cách tác ý nữa. Chứ ai mà chẳng có hơi thở vào ra, nhưng mà cũng từ cái hơi thở đấy mà người ta biết cách tác ý, người ta chú vào đấy người ta đắc được các tầng thiền. Nhưng mà những người khác cũng có hơi thở nhưng mà vẫn không có định tâm, bởi vì người đấy không biết cách tác ý cho nên là không phát triển được định. Tác ý thích hợp, khi tâm ý tiếp xúc với cảnh khả ái hấp dẫn, tác ý đến sự nguy hiểm của nó là thích hợp. Thế nhưng bây giờ mình nhìn thấy một cái gì đó đẹp khả ái hấp dẫn rồi thì mình tác ý làm sao? Tác ý đến sự nguy hiểm của nó. Giống như là có một cái chú tiểu sống ở trong rừng bao nhiêu năm, thì đến khi ông sư phụ dẫn ra ngoài nhìn thấy một cái cô gái, thế là cái chú tiểu này cứ chăm chú nhìn. Thế nghe sư phụ mà mới hỏi sư phụ là ai, thì là sư phụ bảo là cọp đấy chạy đi, cọp đấy chạy đi. Thì đấy là sự nguy hiểm này. Cái gì nó có khả ái, nó có cái nguy hiểm của nó. Cái gì mà nó đẹp, nó hấp dẫn thì mình tác ý đến cái sự nguy hiểm của nó. Đấy, thì là cái tâm mà nó tham ái với cái cảnh đấy nó dừng lại. Còn nếu mình mà ưa thích nó, mình không biết nhìn đến cái sự nguy hiểm của nó thì là mình sẽ bị nó dẫn đi mất. Tác ý đến sự đáng yêu của nó là tác ý không thích hợp, tác ý đến sự nguy hiểm của nó là thích hợp. Còn nếu mình tác ý đến sự đáng yêu của nó, mình thấy nó đẹp thì mình lại còn tác ý đến cái đẹp của nó, thấy nó là đáng yêu thì đấy là không thích hợp. Khi tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh cao thấp, tiếp xúc với một cái cảnh cao thấp của mình, tiếp xúc với cảnh cao thấp, tức là mình có cái sự hơn thua, mình tác ý mình đi đến đâu mình hay so sánh là người này hơn mình, người này kém mình, có cái sự cao thấp như vậy. Hoặc là mình ví dụ như là một cái người có thành tích với một cái người không có thành tích, mình giỏi hơn người kia cho nên mình được khen thưởng, được có cái thành tích này kia, thì đấy là có cái sự cao thấp. Lúc đấy mình mà tác ý so sánh hơn thua là không thích hợp. Hoặc là bây giờ mình đi làm nhưng mà mình được cái hiệu quả nó cao hơn, mình giỏi tay nghề mình cao hơn, mình giỏi hơn người khác cho nên là mình năng suất của mình cao hơn. Nhưng mà lúc đấy mình tác ý là mình hơn người kia hay là mình không bằng người kia thì lúc đấy là tác ý không thích hợp. Tác ý về đến nghiệp sai biệt là tác ý thích hợp. Thì lúc đấy mình phải tác ý về cái nghiệp, do cái người kia người ta có cái thiện nghiệp cao cho nên là người ta có thành tựu lớn, cho cái người mà có cái thiện nghiệp
yếu, cho nên người ta có cái thành tựu nhỏ. Mình tác ý như vậy thì cái tâm tham nó không, ngã mạn nó không khởi lên. Còn nếu mà mình cứ tác ý là người này giỏi, người kia dốt, người này tài, người kia bất tài, thì tác ý như vậy thì là tác ý không thích hợp. Còn tác ý về nghiệp, cái nhìn gì về nghiệp, thấy người một cái người mà gọi là giàu hơn thì cái tác ý người này do người ta bố thí nhiều, nên cái người nào mà ít tài sản hơn mà người này do ít bố thí, người nào khỏe hơn mà do cái người này người ta hay chăm sóc phục vụ sức khỏe cho người khác, người nào yếu đau mà do cái người này là hay đi làm khổ người khác, thì cứ tác ý về cái nghiệp như vậy là tác ý đúng. Còn nếu mà tác ý về so sánh hơn thua là tác ý không đúng. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh đáng ghét, với một cái cảnh đáng ghét nhé, nhìn thấy một cái người ghét, mình tác ý đến mặt tốt của nó là thích hợp. Nhiều bây giờ nhìn thấy một cái người mình ghét quá, thì mình phải nghĩ là cái người này cũng có những cái việc tốt. Như cái người này người ta cũng hay nay làm việc thiện, người này người ta cũng hay giúp đỡ những người khác, mặc dù người ta không giúp đỡ mình nhưng mà người ta giúp đỡ người khác. Hoặc là mình nghĩ là người này người ta cũng là cái người có đức tin, người ta cũng biết học Phật Pháp, cũng biết cung kính những cái bậc đáng kính như Đức Phật, Đức Pháp. Thì cái đấy là cái người đấy là mặt tốt của họ. Cái người xấu thì mình tác ý đến cái mặt tốt của họ thì mình sẽ khởi được tâm tử. Tác ý đến mặt xấu của họ là không thích hợp. Người ta đã xấu, mình còn nhìn vào cái xấu, người ta còn soi mói vào cái xấu nữa thì mình sẽ khởi lên tâm sân. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh an vui của người khác, ví dụ như bây giờ mình thấy người khác đang vui, khi mà người ta vui thì mình làm sao? Mình buồn. Thì nó sinh ra tâm gì? Thì nó tâm ganh tị. Còn nếu khi mà người ta vui mà mình tác ý đến cái niềm vui của người ta thì nó sinh ra tâm gì? Tâm hỷ. Có nghĩa là mình mong cho người này luôn an vui, mong cho người này không phải xa nhiều sự an vui, mong cho người này luôn luôn được an vui như vậy. Thì lúc đấy mình sẽ phát triển được cái thiền tâm hỷ. Đấy là do mình tác ý đúng thì nó mới sinh ra, thì nó mới sinh ra được tâm thiền. Mình tác ý sai không sinh ra được. Khi mình tâm ý tiếp xúc với một cái cảnh sầu khổ, khi mình thấy cái chúng sinh đang đau khổ ấy, người ta đang khóc than, người ta đang đau đớn về thân, về tâm, mình tác ý kiến cái sự cứu khổ là thích hợp, mình tác ý đến làm khổ là không thích hợp. Bây giờ là mình thấy một cái con lợn mà nó đưa lên bàn, nó chuẩn bị đâm dao vào cổ rồi, thì mình tác ý đến cái gì? Tác ý đến nỗi khổ của nó, mong cho nó được thoát khổ. Hay là những người ta hay, khi mà người ta cắt cổ con gà, người ta hay có cái câu nói hóa kiếp cho mày làm kiếp gì. Thì có vẻ là như vậy là có vẻ là cứu khổ cho nó, hóa kiếp cho nó là cứu khổ cho nó, cho nó thoát khỏi kiếp gà để cho nó sinh lên làm người. Thì tác ý đến cái sự cứu khổ thì là tích hợp, mong cho cái chúng sinh này thoát khổ đau, mong cho chúng sinh này thoát khổ đau, thì lúc ấy mình phải hạ cái con dao xuống, chứ mình còn cứa cho nó một cái nữa thì lúc đấy là mình hóa kiếp cho nó luôn. Tác ý làm khổ là không thích hợp. Khi tâm ý mình tiếp xúc với cái cảnh cao thấp của chúng sinh, tức là chúng sinh này có cái người cao thượng, người thấp kém, khi mà mình nhìn thấy những cái chúng sinh không đồng đều như vậy, có người thì có quá nhiều những cái sự an vui, có người thì có quá nhiều nỗi khổ đau, chúng sinh thì quá khổ đau, chúng sinh thì quá là sung sướng, cái cảnh cao thấp của chúng sinh như vậy, mình tác ý đến sự vận hành của nghiệp là thích hợp. Tác ý đến sự yêu thua hơn ghét, hơn thua yêu ghét là không thích hợp. Thì mình khi mà mình thấy chúng sinh là mình phải tác ý đến cái nghiệp của sai biệt của chúng sinh, có chúng sinh khổ đau là do nghiệp bất thiện nó cho nên bây giờ phải khổ đau, có chúng sinh được an vui là do nghiệp thiện nó trổ quả nên được an vui, mình tác ý như vậy là thích hợp. Nên chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, chúng sinh là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo, tất cả mọi người là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì cái đấy, cái người mà khi mà lấy đối tượng chúng sinh làm đối tượng mà mình tác ý đến cái nghiệp của họ như vậy thì sẽ phát triển được đến tứ thiền tâm sản. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh an tịnh, cảnh sắc an tịnh, mình tác ý đến cái sự định tĩnh thích hợp, tác ý đến cái sự tán loạn là không thích hợp.
thì mình thấy hơi thở nó vào ra an tịnh như vậy thì mình định tĩnh tâm ở trên đấy thì mình sẽ đắc được thân thiền. Còn mình cứ để tâm ở hơi thở nhưng tâm mình cứ tán loạn nghĩ hết chuyện này chuyện khác thì mình sẽ không đắc thiền. Đấy là khi tâm tiếp xúc với cảnh mà mình tác ý đúng thì nó sẽ có sinh ra được cái tâm thiền. Mình tác ý không đúng thì sinh ra được tâm thiền. Khi tâm tiếp xúc với cảnh bất tịnh, tác ý để nhàm chán cái tịnh là thích hợp, tác ý để sợ hãi cái bất tịnh là không thích hợp. Thế mình chú tâm trên cái bất tịnh là để làm gì? Mình chú tâm trên xác chết để làm gì? Chú tâm trên 32 thể trược để làm gì? Để nó nhàm chán những cái tịnh, chú tâm trên cái đấy để nó còn không ưa thích cái đẹp nữa. Bây giờ mình thấy ai chết thì cũng thối, cũng là mồi cho giỏi bỏ, thì đâu còn thích cái đẹp nữa, đâu còn chạy theo cái đẹp nữa. Thấy ai thì cuối cùng thì cũng thành cái tử thi, cũng thành xác chối, cũng thành giỏi bỏ hết. Thì bây giờ mình nhìn thấy người đẹp còn thích nữa, nhìn thấy người xấu thì còn ấy nữa, còn ghét nữa. Thì mình cảm thấy nó như nhau hết, chẳng còn ai hết, chẳng có cái đẹp cái xấu là như ai. Vì tác ý đến cái bất tịnh nó nhàm chán cái tịnh, tác ý đến cái bất tịnh mà để sợ hãi. Có người thì nhìn thấy cái bất tịnh ôi sợ quá chạy, nhìn thấy xác chết là bỏ chạy, thì cái người đấy sẽ không nhàm chán được cái tịnh, vì cái người đấy còn ưa thích cái tịnh cho nên là mới sợ cái bất tịnh. Mình còn ưa thích cái đẹp cho nên bây giờ nhìn thấy cái xấu là mình không dám nhìn. Bây giờ cái mặt mình nó đang đẹp thế này, chẳng may ngày mai nó bị phỏng, nó rộp hết lên này. Mình soi gương mình sợ quá, mình vứt gương đi, thì lúc đấy là do cái gì? Là do mình còn yêu thích cái đẹp cho nên mình không chấp nhận cái xấu. Còn khi nào mình chấp nhận cái xấu rồi thì cái đẹp chẳng còn giá trị gì nữa. Mình chấp nhận tất cả mọi người là xấu hết, ai thì cuối cùng cũng là xấu, thì mình còn ưa cái đẹp nữa, chẳng còn ưa cái đẹp nữa. Còn mình mà còn thấy sợ cái xấu là mình còn ưa cái đẹp, chấp nhận cái xấu là mình hết ưa cái đẹp. Cho nên là nhìn thấy cái gì bất tịnh mà chăm chú mà mình nhìn thấy cái con chuột chết mà nó giỏi bọ nhúc nhúc ấy, chăm chú mình nhìn rồi mình nghĩ mai mốt mình cũng thế, mai mốt người khác cũng thế, thế đấy là nó sẽ hết nhàm chán được cái tịnh. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì sinh ra tâm thiền vô sắc giới. Tâm tiếp xúc với cảnh nó mới sinh ra tâm thiền nhé. Khi mà tâm ý khởi lên tác ý nhàm chán đối với sắc thân, thấy sắc thân vật chất có nhiều sự nguy hiểm, mong muốn có trạng thái vô thân bằng cách vượt qua trạng thái của tâm thiền sắc giới, hướng đến hư không vô biên và an trú chánh niệm. Tâm ý tiếp xúc với đối tượng là hư không vô biên thì tâm thiền không vô biên xứ sinh khởi. Tâm nó tiếp xúc với một cái đối tượng hư không vô biên thì nó sinh ra tâm thiền không vô biên xứ, rồi vượt qua hư không vô biên xứ đạt đến thức vô biên xứ, an trú chánh niệm. Khi tâm ý tiếp xúc với đối tượng là tâm của hư không vô biên xứ thì tâm thiền thức vô biên xứ nó sinh khởi. Cái này nó chiều tượng quá mức rồi. Rồi vượt qua thức vô biên xứ đến vô sở hữu xứ, khi tâm tiếp xúc với sự vắng mặt của hư không vô biên thì tâm thiền vô sở hữu xứ sinh khởi. Rồi vượt qua vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, khi tâm tiếp xúc với tâm của thức vô biên xứ thì tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ sinh khởi. Ai hành như thế này thì sẽ hiểu ha. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì phát sinh ra trí tuệ giác ngộ. Bây giờ một người có trí tuệ giác ngộ là do cái tâm nó tiếp xúc với cái gì mà nó sinh ra được trí tuệ giác ngộ. Vậy thì cái tâm gì nó sinh ra nó cũng có sự tiếp xúc, nó có sự tiếp xúc với giữa tâm nó tiếp xúc với cảnh mà nó sinh ra cái tâm hạ liệt, nó cũng vậy, nó cũng là do cái sự tiếp xúc và tác ý mà sinh ra. Tâm cao thượng, cái mức vừa vừa, nó cũng là do sự tiếp xúc và tác ý sinh ra. Cái tâm cao thượng bậc trung nó cũng là do cái sự tiếp xúc và tác ý. Cái tâm cao thượng tối thượng như là sự trí tuệ giác ngộ của các bậc thánh cũng là do sự tiếp xúc và tác ý mà sinh ra. Vậy tiếp xúc này, khi tâm ý tiếp xúc với đối tượng là danh sắc chân đế, tức là tâm nó phải phân biệt được danh sắc chân đế, nó tiếp xúc với danh sắc chân đế, tác ý đến sự tập khởi, tác ý đến sự đoạn diệt của danh sắc thì phát sinh ra trí tuệ giác ngộ. Trí tuệ giác ngộ là vậy, là cái người cũng phải tiếp xúc được với danh và sắc
Danh có nghĩa là tâm, sắc có nghĩa là cái tứ đại này, có nghĩa là rất đơn giản như vậy thôi. Và có cái sự mà tác ý được đến cái sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó. Sự tập khởi là tác ý đến nhân duyên sinh ra danh sắc, tức là quán 12 nhân duyên này, đấy là sự tập khởi. Sự đoạn diệt là tác ý đến sự vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc, đấy là sự đoạn diệt. Khi nào phát sinh ra nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ tham ái, chấp thủ vào danh sắc, thì khi đó phát sinh ra trí tuệ, chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái trí tuệ giác ngộ. Cho nên là một người cần phải tu tập để đạt được định. Có đạt được, đắc được định thì lúc đấy sẽ thấy được danh sắc chân đế. Cho nên là bắt buộc là muốn đạt đến sự giác ngộ là phải hành thiền, là vậy đấy, hành thiền định để đắc định. Đắc được định rồi, để mục đích là để Phật, để thấy được danh sắc chân đế, cho tâm nó tiếp xúc được với danh sắc chân đế. Rồi lúc đấy mới thấy được sự tập khởi là tác ý đến các cái nhân duyên sinh ra danh sắc chân đế, tức là quán duyên khởi theo cái pháp vô minh duyên hành này. Cái pháp mà mình đang học đây là cái sự tập khởi của danh sắc này. Hay hiểu được cái này là tập khởi của danh sắc rồi. Đến khi nào quán những sự đoạn diệt của danh sắc, tức là vô minh diệt thì hành diệt đấy. Trong cái bài kệ khải hoàn này nó có đầy đủ hết đấy. Hành diệt, thức diệt đấy. Thì lúc đấy là quán đến sự vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc. Và quán như vậy để mà nhàm chán với thân, nhàm chán với tâm, nhàm chán với danh sắc này. Ni tham, đoạn trừ được cái tham ái, từ bỏ tham ái, chấp thủ vào danh sắc, dứt được cái tham ái, chấp thủ vào năm uẩn, không còn nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức, thì lúc đấy người đó sẽ phát sinh được trí tuệ giác ngộ, đạt được chứng trí, đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là vậy. Cho nên là quán sáu xứ duyên xúc để làm gì? Cho nên là cái mục đích của cái pháp quán này, là sáu xứ duyên xúc này, là để hiểu được nguồn gốc sinh ra các trạng thái của tâm. Tâm cao thượng, tâm hạ liệt là do mình tiếp xúc với các cái cảnh và cái sự tác ý của mình. Nếu thường tiếp xúc với cảnh cao thượng thì sinh tâm cao thượng, nếu tiếp xúc với cảnh hạ liệt thì sinh ra tâm hạ liệt. Ví dụ thường tiếp xúc với người có chánh kiến thì mình cũng có chánh kiến. Mình mà thường tiếp xúc với người có tà kiến thì mình sẽ sinh ra tà kiến. Mình mà thường xuyên mà tiếp xúc với người có tâm từ thì mình cũng sinh ra tâm từ. Mình ngược lại, mình thường xuyên mà tiếp xúc với người có tâm sân thì mình cũng sinh ra tâm sân. Có phải vậy không? Có phải mình tiếp xúc với cái cảnh thì nó có tác động vào tâm mình không? Giờ mình sống với một cái người mà người ta sân ấy, thì mình có trong lòng mình có vui không? Lúc nào nó cũng buồn buồn đấy là sân. Lúc nào nó cũng tức tức đấy là sân. Thì mình mà sống với một người có tâm từ, tâm từ thì người ta quý mình thì mình có ghét người ta không? Mình không thể ghét được. Người ta có tâm từ với mình phải tâm từ với người ta. Người ta có tâm bi với mình phải tâm bi với người ta. Người ta có hỉ với mình phải hỉ với người ta. Đấy là do mình tiếp xúc với cái môi trường mà nó sinh ra những cái tâm như vậy. Vậy thì bây giờ mình biết cái gì nên tiếp xúc, cái gì mình không nên tiếp xúc. Người nào nên tiếp xúc, người nào nên tránh xa. Cảnh gì nên tiếp xúc, cảnh nào nên tránh xa. Lúc nào cần phải thu thúc các căn, đừng để cho nó tiếp xúc với cái gì. Và lúc nào phải mở rộng tấm lòng cho nó tiếp xúc với cái gì. Đấy là học đến cái xúc để mình biết. Biết là nên xúc cái gì, không nên xúc cái gì. Nếu các căn thường tiếp xúc với những cảnh trần khả ái hấp dẫn liên hệ đến dục thì dễ sinh ra dục ái và dính mắc vào cảnh trần. Nếu mình cứ tiếp xúc với cái cảnh, cho nên là bây giờ mình cứ cho mình đi xem múa hát, đi trang điểm, xem nghe múa hát ấy. Cái giới mà giới thứ bảy, thế là mình phải chế ngự lại để cho mình khỏi dính mắc vào các cảnh trần. Nếu các căn thường tiếp xúc với những trần cảnh khó chịu không ưa thích thì cũng dễ sinh ra cái tâm buồn phiền tức giận. Thế là mình mà cứ đến những cái nơi mà người ta đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau ấy, thì là cái tâm của mình nó cũng khởi lên tâm sân. Chóng ở cái nơi nào mà cứ người nào cứ nói ra là cãi nhau, nói ra là chửi nhau, nói ra là chành chọe nhau, thì cái tâm sân nó cũng khởi lên. Vì vậy quán sáu xứ duyên xúc là để biết cách thu thúc giữ gìn sáu căn, luôn giữ chánh niệm tỉnh giác trong khi tiếp xúc với sáu trần. Mình suốt ngày mình phải tiếp xúc với trần cảnh, nên mình phải biết cách thu thúc cái cảnh nào mình tiếp xúc, cảnh nào mình không tiếp xúc. Hết bài sáu xứ duyên xúc. Còn bài sau là sẽ xúc duyên thọ.
xúc nó sinh ra thọ và thọ duyên ái. Thì hai cái đấy là học vào buổi sau. Sẽ hồi hướng.